kỳ họp thứ 8 diễn ra vào chiều nay, 21 tháng 10, Quốc hội đã tiến hành bầu chủ tịch nước. Với 100% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026. Sau khi được bầu, tân Chủ tịch nước Lương Cường đã tuyên thệ nhậm chức theo quy định